đang người đã lên rồi mọi người ơi. Đây, 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 đây. Người lên rồi, người lên rồi. Đó, cho người xem. Rồi, người lên rồi, người lên rồi. Rồi, người lên rồi nha. Hình ảnh gọi là quá tuyệt vời. Đó, đưa người lên rồi nha cả nhà nha. Đưa người lên. Rồi, đưa người lên rồi cả nhà ơi. Chúng xanh chơi bạc xanh xuống ở nhà kia, bạc xanh xuống rồi chuẩn bị đơn nặng năng lên cả nhà nhé, nhà rất bình tĩnh. Người thứ 11 đã giảm xuống còn 10 người nữa, cả nhà cứ bình tĩnh cả nhà ơi, còn anh Vin niệm Nam Mô A Di Đà Phật cả nhà ơi. Đây 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 đây, bạc xanh đã xuống rồi, đây đây đây, quá tuyệt vời, bạc xanh đã xuống cả nhà. Đây, đó, bạc xanh đã đưa xuống thì không còn gì để bàn cái nữa, khả năng chính xác là 100% rồi, chỉ còn đợi đưa lên người đó là ai mà thôi. Chứ bây giờ thì không còn bàn cãi là cái việc là bao nhiêu phần trăm nữa mọi người nha. Trời ơi, em nói tất cả mọi người, em thấy tự nhiên thấy đông người. Đó, mà lại có cả nhân viên y tế, rồi là người dân kéo đến đông. Và cái khu vực này lại là cái khu vực mà chân cầu Làng Nủ đã tìm thấy một người, hai người rồi. Thì khả năng tìm thấy là rất cao. Đó, bây giờ này bạt xanh đã đến hiện trường. Đó, bây giờ còn lại cái quá trình mà đưa lên đó thôi. Thì là cái vấn đề ngày hôm nay là đã giảm xuống và chính thức đến ngày hôm nay là còn 10 người nữa. Rồi. Quá tuyệt vời. Khiêng bao nhiêu người ở trên đó đấy. Cái bạt xanh ấy là để sẵn ở trên bờ rồi. Bạt xanh này là để khiêng người dưới lên. Trời ơi. Bây giờ sẽ cho mọi người thấy cái hình ảnh cận cảnh thực tế. Hình ảnh thực tế đây, cái bạt xanh này. Đó, đây cái bạt xanh là sẽ để khiêng người dưới kia lên. Đó, vẫn ở cái vị trí mà bà nội nuôi của cháu Phúc. Không còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa. À, chào mến chào. Vậy là con người mà tìm thấy đã giảm xuống là còn 10 người nữa. Trời ơi, quá tuyệt vời mọi người ơi. Thứ 5 ngày 26 tháng 9. Đó, cái máy xúc này này, bây giờ đang múc ở khu vực dưới lên. Bên dưới này thì bên nhân viên y tế cũng đang gọi là đứng ở đây để chưa tiếp cận được sao mọi người. Đó, bởi vì trên này này. 10 người nha. Thì cái vấn đề bạt xanh này đã chuẩn bị sẵn rồi này. Đó, bạt xanh đã chuẩn bị sẵn rồi. Chuẩn bị vớt nặng nhanh nha cả nhà, cứ bình tĩnh đợi theo kết quả nha. Ở trên Facebook like là cái kênh nhớ là ăn chuông cả nhà ơi để theo dõi những video tiếp theo. Bây giờ mọi người chỉ còn đợi là đưa lên nữa thôi. Đợi một xíu thôi nha, cứ bình tĩnh. Con số bây giờ giảm cái cầu Làng Nủ thì không còn cái điều gì tuyệt vời hơn nữa, bởi vì gia đình cũng rất là mong muốn cái công trình này. Gia đình họ cũng chỉ mong muốn rằng là sẽ tìm được người thân để đưa về đỡ là ở những cái nơi lạnh lẽo như thế này. Mà đã hơn 10 ngày trôi qua rồi mọi người. Đang xác nhận là đã tìm thấy một nạn nhân nha cả nhà. Là còn 10 người. Nha, đã tìm thấy nạn nhân rồi cả nhà ơi. Hiện tại giờ này là vào buổi chiều gần tối cả nhà ơi. Kết quả tìm kiếm ngày 26 tháng 9 là đã tìm thấy một nạn nhân, mà biết gái trai không? Khá đông mọi người, đây đây đây. Đây pháp y tế cả nhà khử khuẩn đang xuống vị trí hiện trường. À, có lẽ là một chút nữa là vớt nạn nhân lên. Đó. Cả nhà thấy y tế với là trực khuẩn vào không nè. À, sắp là đưa nạn nhân lên đâu cả nhà ha. Vậy là chứng tỏ khu bên này. Em thấy em sẽ cho người xem đi qua bên này nè. Bên đây đâu? Có lên chưa? 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 Đi qua bên này là em nghĩ là đi qua bên này sẽ xuống. Đó. Đồ, ở trên tầm bãi chiếu nè nhà ơi. Ở bên này cũng có pháp y với là trực khuẩn xuống này. Đó đó cả nhà. Tìm thấy một người nữa. Không biết là trai hay gái nè mọi người. Em hy vọng là đây sẽ là mẹ của cháu Phúc. Bởi vì là đã tìm được bà nội nuôi của cháu Phúc rồi. Mà gia đình của cháu Phúc là ở khu vực này và bán tạp hóa, thì nhiều người dân có nói rằng là những cái đồ đạc cháu Phúc thì trôi qua bên này, thì khu vực này thì đã tìm thấy một người rồi, thì em nghĩ là khu vực này thì sẽ là mẹ của cháu Phúc mọi người nha. Này bên sắt trùng tiếp tục xuống rồi đó, bây giờ sắp vớt xác lên cả nhà nha. Cả nhà cứ bình tĩnh, cả nhà cứ bình tĩnh để em đi quay cho mình xem nha. Còn 99% là có người thì bên y tế mới xuống, còn không là sẽ không bao giờ bị y tế đã đến. Cái đây là chắc chắn là có người rồi, tại vì sực không đang xuống kia nha. Đó, y tế xuống là chắc chắn mọi người là một cái tín hiệu vui rồi. Trời ơi, ba chiếc máy xúc đang múc cùng một nơi và người dân đã đến rất đông. Vậy thì chứng tỏ là một cái điều tuyệt vời. Máy múc đang làm hết công suất rồi nha. Nạn nhân ở dưới bên kia. Có lẽ là một chút nữa cả nhà cứ đợi đấy, cả nhà bình tĩnh để đem đi cập nhật cho em, cho cả nhà mình theo dõi nha. Còn lại 10 người nữa. Cái nạn nhân giảm xuống còn lại 10 người cả nhà, quá là mừng luôn cả nhà. Chiều nay có kết quả ngày 26 tháng 9 cả nhà. Có thể nói là cái vị trí khá là sâu. Này, đi từ trên này xuống em nghĩ rằng là chắc phải 4-5 mét. 4-5 mét.